Đến giờ vào học, xin mời anh chị chúng ta vào lớp để cùng thầy chúng ta giải đáp bộ đề số 12. Đây là bộ đề giải thích 60 câu trộn các nội dung của văn bản trọng tâm trong bộ đề số 12 này. Thầy đã xây dựng xoay quanh những nội dung của luật các ông trước 2008 sửa đổi 2019, của nội dung của nghị định 138 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý công chức, của văn bản nghị quyết số 76 năm 2021 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, của quyết định 1847 phê duyệt đề án văn hóa công vụ, của nội dung nghị định 101 năm 17, sau đó được sửa đổi cho nội dung nghị định số 89 năm 2021 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức, cho nội dung tiếp theo đó là văn bản nghị định số 90 năm 2020 Chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức, rồi của nội dung văn bản của luật ngân sách nhà nước năm 2015, của nghị định 163 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước, và văn bản cuối cùng đó là chỉ thị số 05 của Ban chấp hành Trung ương về nội dung về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì chúng ta thấy rất là rõ những nội dung trong 9 văn bản để đưa ra trong bộ đề số 12 này. Chúng ta vào lớp cùng thầy chúng ta giải đáp lần lượt từng câu hỏi anh chị nhé. Thì chúng ta thấy rất là rõ với câu hỏi số 1 gắn với luật các bộ chức 2008, thì câu hỏi anh đã làm nhiều ở qua các bộ đề, chúng ta thấy về nguyên tắc thứ tư trong thi hành công vụ, thì trong luật các bộ chức phải nhắc nhiều lần rồi. Đấy, khi nhắc nguyên tắc thì nhắc đến nguyên tắc hành công vụ, nguyên tắc quản lý cán bộ công chức và nguyên tắc tuyển dụng công chức, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất là rõ. Thì ta đối chiếu với cái từ khóa mà chúng ta thấy với luật các bộ chức đã đưa ra Nghe trong anh mục chưa? ba với năm nguyên tắc trong công vụ, với công thức là chúng ta thấy 3B Nghe cộng TC, đúng không ạ? chưa? Thì nhắc lại với anh chị là B thứ nhất là bảo vệ lợi ích, B thứ hai bảo đảm hệ thống, B thứ ba bảo hành chính, đúng không ạ? Và T chính là tuân thủ hiến pháp, còn C là công khai minh bạch. Đấy, ta nhớ năm nguyên tắc. Còn thứ tự thì ta thấy cái từ tuân thủ chính là nguyên tắc đầu tiên, đúng không ạ? Từ thứ hai là liên quan đến lợi ích là nguyên tắc thứ hai, từ công khai minh bạch là nguyên tắc thứ ba, tính hệ thống là nguyên tắc thứ tư, và chúng ta thấy nguyên tắc thứ năm là thứ bậc hành chính. Thầy dạy rất là Nên cái chuẩn hỏi nguyên tắc chỉnh, thứ tư chúng ta bỏ thấy từ đi tính hệ những thống bây bỏ rồi, bỏ thì chúng ta đi thấy bỏ là chấm đi phương án C. Đấy, thầy đã trao mời đổi thầy cho em cách thức ra các thầy cái dạy dạng câu hỏi cái mà số trong liệu bộ đấy đề đưa thì ra xoay quanh nguyên tắc chị nhá. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 2. Thì anh chị thấy liên quan đến nội dung từ thực hiện bình đẳng giới. Khi nhắc đến từ thực hiện bình đẳng giới này, trong luật các bộ chức 2008, thì chúng ta thấy rằng, ta phải nhớ lại với công thức là liên quan đến 2T cộng BKV. Thì 2T đây chính là gì? T thứ nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, và nguyên tắc hai là thực hiện bình đẳng giới thôi, đúng nói không? ngoài Còn mẫu B chính là sáng tạo của Đảng, còn anh K em chính là tiêu chuẩn chức danh, còn V chính là kết hợp vượt xem sở hữu văn bản và đánh giá xếp loại chất lượng công chức ấy, thì nó sẽ nằm trong nội dung về nguyên tắc quản lý cán bộ công chức, đúng không? Chúng ta nhớ luôn, nhớ đóng đinh trong đầu là chúng ta chỉ có nguyên tắc quản lý, nguyên tắc trong công vụ và nguyên tắc tuyển dụng, chứ chúng ta không có nguyên tắc đánh nội dung về đánh giá, không? Thấy rất là rõ, loại ra rất là dễ là như vậy, đúng không? Và nhớ cái bộ từ khóa như vậy nó làm lựa chọn hiểu rồi. đáp án rất là chính xác anh chị nha. Anh Tiếp ơi, theo ở câu hỏi thứ ba, à, một cái nữa nhóm anh chị đã đặt ra được rồi chị. làm sao ta chọn chủ thể À để đấy, đặt còn loa đúng đây đúng hả? gì chưa? Rồi, Nhưng nhớ mà lần rồi. sau anh vẫn Khi yếu mà nữa, cắn anh chị thứ thấy đọc hai khó là nó chính thường xác. đi còn nhớ Tôi nhiều còn hơn nhớ quan chứ, điểm có mà chính đây đứng xác, đằng ưu tiên ưu đãi tạo điều kiện khuyến khích ấy, đúng không, bảo hộ bảo đảm, chúng ta luôn nhớ chủ thể rồi. đây chính Ừ. là nhà nước, nhưng Nay mà đọc khó chẳng chính may mấy xác, cái ưu cô tiên ấy cơ. ưu đãi tạo Cái điều gì? kiện khuyến khích, đúng không, bảo hộ bảo đảm, nhưng tới rồi Lấy đọc cái đúng chủ thể này đây là nhà nước, loa cho bộ giáo dục đào tạo cái đã có các loa nội cắm dung, tay nếu được mà ở cái trong loa luật các bộ chức thì chúng ta thấy đấy nó không đề cập tới, đúng không? Bộ tạo nội điều vụ kiện là cái từ hướng dẫn đấy ban hành có chính tại phủ, thì chúng ta thấy vì là nhớ môn quy định chi tiết, quy định lộ trình, quy định chính sách, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ các cái bộ từ khóa để chúng ta ghi nhớ. Thì rất mong anh chị em chúng ta vào lớp, anh chị để ý giúp về cái phần mic nhá, để làm sao để không ảnh hưởng đến cái việc học của mọi người. Rất là cảm ơn anh chị. Chị lưu ý giúp việc đó. Ừ, lo cái Cảm mic ơn này của anh mình chị. được phải không? Thầy rất là muốn vào để tập trung giảng luôn, nhưng rất là cái việc này nhắc nhiều lần, bây giờ chúng ta đã thực hành với nhau đến bộ đề số 12 rồi, thì rất mong anh chị em lưu tâm một chút nhá, để chúng ta để cho mọi người cùng học. Cảm ơn các anh chị. Chúng ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 4 liên quan đến nội dung mà chúng ta thấy cũng quần quy định đây, cũng là quy định chính sách. Đấy, bình thường thì chúng ta thấy cái từ quy định chính sách này, đúng không, là chọn là chính phủ, nhưng mà chúng ta lại thấy cái vế nữa ở đây liên quan do cấp tỉnh quản lý, thì lúc này nó phải là thẩm quyền của liên quan đến hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp tỉnh sẽ do hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đấy, chúng ta nhớ cái phần
Như vậy để ta lưu ý ở cái phần trả lời anh chị em nhé, thì anh chị em nhớ cái các cái từng phần mà thầy trao đổi dạng riêng với từng quy định chi tiết và quy định chính sách, mà với cái phần chúng ta thấy có từ do cấp tỉnh quản lý thì lúc đó là thẩm quyền là hội đồng dân cấp tỉnh đó. Thì một lần nữa xin anh chị chúng ta vào lớp chúng ta là muốn tắt mic đúng không ạ, để không ảnh hưởng đến đến cái việc học của mọi người và thầy mất phải mất thời gian liên quan đến can thiệp tắt mic của mọi người. Xin cảm ơn các anh chị. Đi tiếp với câu hỏi số 5 liên quan đến trong điều 7 của luật công chức 2008 liên quan đến khái niệm. Thì trong luật công chức họ đưa ra 13 cái khái niệm mà anh chị em đã làm nhiều lần. Khi mà nhắc đến cơ quan sử dụng thì chúng ta nhớ phải từ có liên quan đến thẩm quyền quản lý đúng không? Còn cơ quan quản lý liên quan thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch lương. Thì chúng ta đối chiếu lần lượt với các cái từ khóa để chúng ta làm rõ trong cái nội dung của câu hỏi số 5, chúng ta lựa chọn xem cái đáp án nào là chính xác trong các cái phương án A, B, C này chúng ta đưa ra trong nội dung quy định về nội dung cơ quan sử dụng là trong khoản 1 của điều 7. Thì như trao đổi anh chị em đấy đúng không? Đầy đủ chúng ta thấy với từ khóa và cơ quan sử dụng đấy, cơ quan sử dụng cán bộ công chức chính là cơ quan thẩm quyền quản lý đúng không? Phân công bố trí kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quyền hạn công chức thì chúng ta thấy rõ ràng đây phương án C rồi đúng không? Thế còn chúng ta thấy là liên quan cái từ tuyển dụng là chúng ta bỏ rất là rõ đúng không? Đấy, là tuyển tuyển dụng này chúng ta loại tương tự tuyển dụng là loại. Đấy, cơ quan sử dụng anh chị có thấy nhưng anh chị là cơ quan tổng cục thuế nhưng mà cơ quan sử dụng đúng không? Còn cơ quan quản lý chính là bộ tài chính hay là kho bạc chính là cơ quan sử dụng đúng không? Đấy, chúng ta thấy rất là rõ ở đây để phân biệt đấy, liên quan đến nội dung trong cái đáp án chúng ta thấy là cơ quan sử dụng thì nó có từ quản lý, cơ quan quản lý thì có từ tuyển dụng anh chị nhé. Ta đi vào câu hỏi số 6, có nội dung vẫn nằm trong nội dung của điều 7 khô khái niệm về bãi nhiệm nằm trong khoản 7 của điều 7 này. Thì ta thấy xem khái niệm bãi nhiệm ở đây đúng không, dành cho đối tượng nào đấy, ta thấy bãi nhiệm là dành cho cán bộ. Như vậy thì anh chị thấy là phần B công chức đa loại, công chức loại, viên chức loại rồi thì rõ ràng chúng ta chỉ thấy là phương án A nó thỏa mãn. Bãi nhiệm là dành cho gì cán bộ, nên là từ khóa tiếp theo là không được tiếp tục giữ chức vụ chức danh đúng không? Thì chúng ta thấy là bãi nhiệm là dành cho cán bộ, còn đây họ đưa ra là công chức đúng không? Viên chức là không đúng rồi. Thứ sáu là chọn A là lý do như vậy, căn cứ vào khoản 7 trong điều 7 của luật công chức 2008 của 2019 nhé. Đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 7. Thì chúng ta thấy ở đây liên quan đến nội dung nào sau đây là những việc cán bộ công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ. Khi nhắc những việc cán bộ công chức không được làm thì chúng ta luôn ghi nhớ về những cái việc đúng không? Mà thầy cũng qua các bộ đề thầy nhắc nhiều lần khu trục cho anh chị em từ nghĩa vụ của cán bộ công chức, từ quyền của cán bộ công chức hay những việc cán bộ công chức làm hay nguyên tắc đúng không? Thì chúng ta thấy quay lại với những việc làm nó thấy quy định từ điều 18 đến điều 20. Điều 8 là quy định về những việc cán bộ công chức làm liên quan đến đạo đức công vụ với bốn nội dung từ khóa, từ trốn tránh có gây bè phái bị bỏ việc, rồi sử dụng tài sản của nhân dân trái pháp luật, rồi lợi dụng lạm dụng, rồi phân biệt đối xử đấy đúng không? Thế còn những việc thứ hai, nội dung thứ hai mà các công chức làm có liên quan bí mật nhà nước thì chúng ta thấy cái từ khóa là không được tiết lộ đúng không, nhưng mà dưới mọi hình thức và nên nhớ về thời gian. Đấy, thì ít nhất 5 năm khi mà các bộ công chức ta nghỉ đấy đúng không, không làm các công việc liên quan. Và cuối cùng cái nội dung thứ ba là liên quan làm liên quan việc khác thì bao giờ chúng ta nhớ cái từ mà sản xuất kinh doanh, công tác nhân sự, rồi là phòng chống tham nhũng, nội thành tiết kiệm. Phải nhắc lại anh chị em ba nội dung gắn những việc các bộ công chức làm về đạo đức công vụ, về bí mật nhà nước và gì về những việc khác. Quay lại cái câu hỏi số 7 này chúng ta khu trục chúng ta trả lời thì chúng ta thấy rồi có từ khóa cái lợi dụng lạm dụng đấy rồi đúng không, rất là rõ. Thế còn đây thấy tham gia nó mang tính nghĩa vụ đúng không? Thế còn bảo đảm quyền đây là quyền rồi, hay hưởng chính sách là quyền rồi. Thì chúng ta thấy ở đây cái đang hỏi những làm thì chắc lợi dụng lạm dụng đấy, ta nhớ từ khóa không biết ngay rất là rõ là một trong bốn từ khóa về những việc công chức làm liên quan đức công vụ quy định điều 18 anh chị nhá. Ta đi vào câu hỏi số 8 gắn với luật công chức sửa đổi 2019, ta xác định trường hợp không phải là mức xếp loại chất lượng cán bộ. Thì chúng ta thấy ở trước đây với luật cán bộ công chức 2008 thì chúng ta có bốn loại xếp loại cán bộ công chức đấy, đúng không? Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực đúng không, và không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đến với luật các công chức sửa 19 thì chúng ta thấy có sự thay đổi rất là rõ đúng không, vẫn có bốn mức nhưng mà chúng ta thấy có sự thay đổi đúng không. Mức đầu tiên vẫn là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thứ hai hoàn tốt thành tốt nhiệm vụ, thứ ba là chỉ ngắn gọn là hoàn thành nhiệm vụ thôi chứ không còn đuôi là nhưng còn hạn chế về năng lực, và mức thứ tư là không hoàn thành nhiệm vụ.
Họ bảo không phải, trong quy định sửa nhượng của luật công chức sửa đổi thì chúng ta thấy rồi, là phương án D hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực, cái nội dung này nó nằm trong nội dung của luật công chức 2008 chứ không phải là sửa đổi 2019. Để đi thi chúng ta phải ý cái nội dung nào là câu hỏi của 2008 và sửa đổi nội dung là 2019. Chúng ta luật gốc của luật công chức chúng ta nhớ vớt gốc vẫn là các bộ luật công chức 2008, một số nội dung thì được sửa đổi trong luật sửa đổi 2019. Đấy, chúng ta hiểu bản chất như vậy anh chị nha. Câu 8 chúng ta chọn là D là lý do như vậy. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 9. Liên quan đến luật công chức sửa đổi 2019, cơ quan tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ khi nào? Thì chúng ta thấy rằng là cái này dù cả là cán bộ hay công chức, khi mà chúng ta thấy gắn với cái việc mà với công chức là buộc thôi việc, là liên quan buộc thôi việc, nên tiếp còn với cán bộ sẽ là miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ khi mà có gì 2 năm liên tiếp được xếp loại ở mức là gì, xếp loại chất lượng là không hoàn thành nhiệm vụ. Thì chúng ta nhớ ở câu hỏi số 9 anh chị chọn phương án là C đúng không ạ? Còn câu 2, câu 10 bản chất nó đảo lại nên sẽ thấy dạng câu hỏi đấy, với cán bộ 2 năm liên tiếp xếp loại mức không hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Thì cơ quan thẩm quyền giải quyết như thế nào? Thì chúng ta thấy rồi, đó là gì, miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ. Thì chúng ta thấy câu 9, câu 10 nó đảo cho nhau từ dạng câu hỏi với đáp án đúng không? Thì chúng ta thấy rõ ràng đây câu hỏi số 10 anh chị chọn là phương án C. Ta đi vào câu hỏi số 11 liên quan đến câu nội dung về điều 43 trong luật công chức 2008. Khi chúng ta chuyển ngành này xong, ta lưu ý đấy, ngành công chức chúng ta nhớ là sẽ không được kết hợp lương ngạch và lương ta thấy rồi, lương ngạch là chúng ta thấy là đủ điều kiện để chúng ta thi hoặc là xét, nhưng còn lương bậc lương liên quan đến thời gian chúng ta thấy nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta thấy cái việc đó khi chuyển ngành phải tương đương là chúng ta sẽ chuyển cái kết hợp lương ngạch và lương đâu, chúng ta hiểu bản chất như vậy anh chị em nhé. Ta đi vào câu hỏi số 12. Theo luật công chức thì quy định về bổ nhiệm vào ngạch công chức thì phải đủ điều kiện nào sau đây? Thì chúng ta thấy rồi, nó phải có đủ điều kiện về tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của ngạch. Ở đấy ngạch chúng ta có những ngạch là nhân viên cán sự đúng không, rồi là ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, và mới theo luật sửa đổi 2019 là thấy ngạch khác do chính phủ quy định. Đấy, thì chúng ta nhớ về những ngạch đấy, ngạch khác là gì, chúng thấy rồi trong quy định của chính phủ sẽ quy định, hiện tại vẫn chưa 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 có quy định cụ thể đâu, người ta thấy chắc là ta bí là gì cái khác rồi, tôi nghĩ là như vậy. Thì chúng ta thấy là câu hỏi số 12 là chọn là A như vậy. Ta đi vào câu hỏi số 13. Theo luật các công chức 2008 với quyền lợi của công chức, ta thấy rằng khi mà công chức mà tham gia đào tạo bồi dưỡng thì chúng thấy một quyền lợi rất quan trọng, và dành đã thấy đối tượng các bộ công chức khi chúng ta tham gia đào tạo bồi dưỡng thì chúng ta thấy sẽ trong thời gian đào tạo có thể sẽ là được gì, hưởng nguyên lương và phụ cấp anh chị nhé. Thì câu hỏi 13 anh chị nhớ ở đây là chúng ta chọn là phương A, đấy là chính sách rất là quan trọng dành cho cán bộ công chức đúng không ạ? Khi tham gia đào tạo bồi dưỡng thì chúng ta thấy quyền lợi là chúng ta thấy là được và hưởng nguyên lương cấp ra, thì họ được ở cái thời gian đào tạo bồi dưỡng được tính vào lên công tác liên tục, rồi được xét nâng lương theo quy định của pháp luật. Đấy là những quyền lợi khi tham gia đào tạo bồi dưỡng của công chức đúng không ạ? Nhưng bên cạnh đó thì họ phải có trách nhiệm đúng không, đó là chấp hành nghiêm chỉnh nội quy đúng không, rồi sự quản lý cơ sở đào tạo bồi dưỡng đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy nếu mà trường hợp ấy, mà liên quan đến cái việc mà tự ý bỏ việc xin thôi việc để đền bù chi phí đào tạo, chúng ta được quy định chi tiết trong nghị định 11 năm 2017. Đấy, chúng ta cũng đã học qua các văn bản đúng không ạ? Khoảng 13 quay lại chúng ta chọn là A là lý do như vậy. Ta đi vào câu hỏi số 14 gắn với nghị định 138 trong chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý công chức. Nội dung này thì chúng ta thấy cũng đã làm nhiều câu hỏi rồi đúng không ạ? Liên quan thì chúng ta thấy từ khóa khi cơ quan đơn vị thẩm quyền tuyển dụng công chức đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất mấy lần. Đấy, chúng ta nhớ về khi nói về đăng công khai mấy lần trên phương tiện thông tin chúng ta nhớ là một lần. Thì câu 14 anh chị chọn phương án chính xác đó là phương án A. Đấy, chúng ta cứ nhớ là đăng trên phương tiện thông tin đại chúng mấy lần thì chúng ta nhớ là một lần. Đấy, thì rất là dễ nhớ, rồi dễ học, dễ làm đúng không ạ? Cách thức đấy, anh chị em như vậy, và chúng ta thấy căn cứ rất rõ trong nội dung của khoản 1 điều 13 trong nghị định 138. Ta đi vào câu hỏi số 15 mà chúng ta cũng đã làm nhiều lần và thầy cũng đã dạy anh chị em, khi chúng ta thấy liên quan đến phần nội dung mà chúng ta thấy là về thời gian, những câu hỏi về thời gian ngày trúng tuyển, hoàn thiện hồ sơ người đứng đầu có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định tuyển dụng và gửi quyết định, ra quyết định và gửi quyết dụng quyết định này thì chúng ta nhớ là gì, 15 ngày. Đấy, còn chúng ta thấy là liên quan những 5 ngày là liên quan lập báo cáo này, thế còn 30 ngày thì chúng ta đã nhớ những từ là sơ yếu lý lịch giấy khám sức khỏe đấy, thời gian nhận thư đăng ký dự tuyển hay là nhận quyết định tuyển dụng đấy. Thế chúng ta thấy rất là rõ nội dung câu hỏi về ngày thì thầy cũng đã làm rất nhiều các câu hỏi và nhắc anh chị em rồi đúng không ạ?
Ta đi vào câu hỏi số 16 mà thầy vừa dạy anh chị em nhắc qua về thời gian từ ngày nhận quyết định tuyển dụng, người tuyển dụng và công chức phải đến cơ quan nhận việc đấy, nhận việc thì chúng ta nhớ rồi là 30 ngày đấy, còn 16 anh chị chọn là C đấy, nhắc lại 30 ngày nữa. Ngoài nội dung là đến nhận việc, quyết định tuyển dụng, chúng ta nhớ sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển, đúng không? Gắn xoay quanh đến là gì, 30 ngày. Đã đi vào câu hỏi 17, gắn liên quan về chế độ tập sự. Thì chúng ta thấy những người tập sự liên quan về chế độ hưởng lương thì chúng ta và trong thời gian tập sự, đúng không? Thì chúng ta thấy anh chị đã từng trải qua những cái này thì cũng rất là quen rồi. Chúng ta biết về quy định về chế độ tập sự, đúng không ạ? Liên quan đến thời gian tập sự, nhắc lại anh chị em thấy là với công chức loại C là chuyên viên thì câu hỏi đặt ra bao nhiêu tháng, là nhớ là 12 tháng. Còn công chức loại D, cán sự và nhân viên thì chúng ta nhớ là 6 tháng. Và trong thời gian tập sự họ làm những gì? Họ làm ba công việc, họ nắm vững các quy định của pháp luật, đúng không? Những việc công chức nào, rồi cho rồi kiến thức kỹ năng của tập giải quyết các công việc vị trí tuyển dụng, đúng không ạ? Và trong thời gian này họ hưởng, chúng ta thấy rồi đối tượng và được hưởng, chúng ta thấy rất là rõ liên quan đến hưởng mức lương bậc 2. Bình thường thì bậc 1 thì chúng ta nhớ là dành cho những người mà có trình độ phù hợp đấy, đúng không? Trung cấp, cao đẳng, đại học, đúng không ạ? Thế còn với bậc 2 là sẽ dành cho những người mà tập sự có trình độ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng. Thế còn như phương án D chẳng hạn, đúng không? Tiến sĩ thì là tôi nhớ là 8 năm trong bậc 3. Thế vậy những cái đối tượng nào, quay lại hỏi mở rộng tiếp là vậy đối tượng nào sẽ hưởng 100% mức lương phụ cấp của ngành tuyển dụng thời gian tập sự, thì có 3 trường hợp là ta thấy gắn với việc làm vừa vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, rồi ngành nghề độc hại nguy hiểm, và nhớ từ nghĩa vụ quân sự công an, đúng không? Đội viên thanh niên xung phong. Ba đối tượng này thì chúng ta sẽ hưởng 100% của thời gian tập sự. Còn quay lại 85% bậc 2 như gắn thạc sĩ, đúng không? Bậc 3 thì chúng ta nhớ tiến sĩ, bậc 1 thì thấy trình độ phù hợp với vị trí tuyển dụng, chúng ta thấy sẽ hưởng cái mức lương ấy, chúng ta thấy là tướng rất là rõ, đúng không? Thì như vậy ba bậc như vậy chỉ nhân bậc 2 thì gắn với thạc sĩ. Ta đi vào câu hỏi 18. Vậy thì trong thời gian tập sự thì chúng ta thấy rồi, người đứng đầu cơ quan bao giờ phân công những người cùng ngạch hoặc là ngạch cao hơn để hướng dẫn những người tập sự. Thì vậy cái người tập sự này họ sẽ hưởng được cái phụ cấp trách nhiệm là bao nhiêu? Đấy, hỏi như vậy thì chúng ta thấy là với quy định hiện nay chúng ta thấy là với những người mà hướng dẫn tập sự thì sẽ hưởng 0,3 mức lương cơ sở trong thời gian tập sự. Và mức lương cơ sở hiện nay nó thấy được đẩy lên mốc từ ngày 7/23, là từ trước đây là 1.490, giờ đây giờ là 1.800 rồi, đúng không ạ? Như vậy những nội dung gắn với nghị định 138, đúng không ạ? Ta chuyển tiếp với nội dung của nghị quyết số 76/2021 của Chính phủ ban hành ngày 15/7/2021 để ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Thì với nghị quyết này hôm trước tóm tắt anh chị em nhớ, chúng ta phải nhớ các quan điểm cụ thể, có 5 quan điểm, và nắm được cái mục tiêu chung và nội dung nhiệm vụ về cải cách hành chính, ta thấy thể hiện rất là rõ qua 6 nội dung. Một là cải cách thể chế, đúng không ạ? Hai là chúng ta đây cái thủ tục hành chính. Ba là liên quan tới phần về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đúng không? Bốn là liên quan về cải cách chế độ công vụ. Năm là liên quan về tài chính công. Và sáu nội dung rất mới trong dạng này, đó là xây dựng phát triển chính phủ điện tử công số. Thì chúng ta thấy là trong 6 nội dung này bao giờ đưa ra các cái mục tiêu rồi các cái mốc cụ thể thời gian 125, 130, ta phải khu trục như vậy, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nắm bắt về các giải pháp thực hiện. Thì chúng ta thấy ở đây có 6 giải pháp thực hiện, rồi liên quan phần tổ chức thực hiện của từng cơ quan đấy, từ Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, đúng không ạ? Và Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Đào tạo đấy. Nội dung từ khóa xoay quanh các cơ quan này thì thầy cũng đã hướng dẫn chị em nhiều lần rồi đấy, nhắc lại chị em ghi nhớ, đúng không ạ? Thì quay lại với nội dung ở đây, câu hỏi quan điểm này đấy, nó nằm trong nội dung của nghị quyết số 76 gắn với cải cách hành chính đồng bộ. Thì chúng ta thấy rồi, cải cách hành chính là mảng hành pháp thôi, thì nó phải cải cách ở đây nó phải đồng bộ với các lĩnh vực khác, đó là lập pháp, tư pháp, đúng không? Và phải đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, bởi chúng ta nhớ cơ chế chúng ta đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ để góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thì chúng ta thấy rất là rõ cái quan điểm này được thể hiện rất là cụ thể, mà chúng ta thấy được nằm trong quan điểm thứ nhất ấy, đúng không? Cái quan điểm đầu tiên đó, người gắn cải cách hành chính đồng bộ với những người lập pháp, đúng không? Rồi tư pháp, đổi mới về phương thức lãnh đạo của đảng và có phần xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Đây là câu hỏi số 20. Theo quan điểm vẫn là gắn quan điểm thôi, cứ 76 cải cách hành chính phải lấy sự hài lòng của ai làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ cơ quan hành chính nhà nước. Thì chắc chắn rồi, nội dung này nằm trong quan điểm thứ hai, chúng ta thấy rồi xuyên suốt bao giờ là chúng ta phải lấy trọng tâm
À, đấy, người dân và doanh nghiệp. Người dân bản chất là những người đóng thuế, đúng không? Người doanh nghiệp đóng thuế để nuôi bộ tổ chức bộ máy nhà nước, để hướng tới cái hành chính, à, đúng không? Thì chúng ta phải coi họ là những khách hàng, công dân, những khách hàng để phục vụ, và đấy thước đo sự hài lòng của họ, đúng không? Phản chiếu rất rõ về cái chất lượng phục vụ hành chính công, dịch vụ công của chúng ta, đối với người dân và doanh nghiệp, thì cái này rất quan trọng, đúng không? Chúng ta thấy là chọn phương án B nằm trong quan điểm thứ hai, anh chị nha. Ta đi vào câu hỏi số 21 để chúng ta thấy ở đây gắn với nội dung đến như thầy đã trao đổi anh chị em trong cái bộ đề đấy. Chúng ta thấy các mục tiêu cụ thể gắn chúng ta thấy với nội dung của mục tiêu 125, 130 đấy, chúng ta học nó tách ra rất là rõ, đúng không? Đấy, chỉ có liên quan sơ kết thì đến mức 127, còn tổng kết 229 thôi. Chứ còn chúng ta thấy về các mục tiêu ở các nội dung trong về mốc thời gian ấy, là chỉ 25, 125 đúng không? 230 của chính, nó thấy rất là rõ. Thì chúng ta thấy ở đây liên quan cái phần mẹo anh chị em mức 125 là cắt giảm tối thiểu bao nhiêu phần trăm chi phí tuân thủ đấy, thì đã là một số lần rồi, đúng không? Thì anh chị dặn các em chị em là mốc đến ngày 31 tháng 5 2020, thì những câu hỏi mức 120 bao giờ hỏi về tỷ lệ này, phần trăm, nhớ là 20% luôn, cái cách để chúng ta ghi nhớ, đúng không? Thì câu hỏi số 21 thì chị chọn là B. Ta đi vào câu hỏi số 22 liên quan hỏi về tỷ lệ phần trăm thôi, đúng không? Với hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính luân chuyển trong nội bộ cơ quan và quyền giải quyết liên quan thực hiện bằng phương thức điện tử, thì ta thấy cái tỷ lệ này thì chúng ta thấy đấy, mốc anh chị luôn nhớ đến 125 thì lúc này tỷ lệ sẽ là 80%. Đấy, ta nhớ cú chụp ở đây với 125 khi mà liên quan tỷ phần trăm hồ sơ và cùng chính, đúng không? Luân chuyển trong nội bộ thì phương điện tử 125 là 80%. Thì câu hỏi số 22 anh chị chọn là B. Ta đi vào câu hỏi số 23. Đấy, hỏi về năm mà chúng ta thấy này, với phần đến năm bao nhiêu, đúng không? Thì tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu về nghĩa vụ tài chính để triển khai thanh toán trực tuyến. À, trong đó ta thấy tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến là từ 30% lên. Chúng ta nhớ hỏi về năm, đúng không? Ta nhớ cái mốc này với 80% nó gắn với mốc 125. Chúng ta nhớ câu hỏi số 23, anh chị chọn là C. Ta đi vào câu hỏi số 24 liên quan đến cái nội dung mà anh chị đã làm nhiều lần qua các cái câu hỏi liên quan về số hóa cái giải quyết thủ tục hành chính mốc 121 ấy, về thủ tục hành chính đang còn hiệu lực, đúng không? Có sự thẩm quyền giải quyết của cấp xã, gắn cấp xã ở đây thì chúng ta thấy về cái tỷ lệ là liên quan đến cái phần này, đúng không, là phải là 15% ở 15%. Thì chúng ta thấy phương án chính xác trong cái nội dung này là các anh chị em chọn liên quan với cái tỷ lệ, đúng không, liên quan đến về về số hóa. Thì còn chúng ta lấy nếu mà cái tỷ lệ 20 này thì là gắn với cấp huyện, đúng không? Thế còn với 30 này thì là gắn với cấp tỉnh, đúng không? Thế còn với 40% một tỷ lệ nữa gắn với số hóa 121 là gắn với trung ương. Để chúng ta nhớ qua đây nhắc lại anh chị em ghi nhớ. Đấy, số hóa kết quả hành chính này, đúng không? Ở 121 gắn với cấp xã thì chúng ta nhớ là gì? 15%, cấp huyện thì là 20%, cấp tỉnh thì 30%, cấp trung ương thì là 4%. Đấy, qua đây chúng ta nhớ lại bốn câu hỏi này luôn anh chị nhá. Đấy, học một là được nhiều hơn, đúng không ạ? Ta đi tiếp với nội dung trong nghị quyết số 76. Thì chúng ta thấy trong giai đoạn 2025 đấy, mỗi năm nó tăng tối thiểu bao nhiêu phần trăm đấy, số hóa giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết đối với cấp hành chính cho đến khi đạt 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết hành chính trên môi trường điện tử. Thì chúng ta nhớ ở đây tiến độ giải mỗi năm đó chúng ta thấy rồi, ta phải đạt được ở đây là gì, tăng thêm là 20%. Thì chúng ta thấy trong giai đoạn 2025 liên quan đến cái việc tỷ lệ về số hóa đường chính, đúng không, mà liên quan trong giải quyết trên môi trường điện tử, chúng ta nhớ mỗi năm được tăng lên tối thiểu 20% để đạt tới khi đạt được là gì, tỷ lệ 100%. Thì câu hỏi 25 anh chị chọn là B. Ta đi vào câu hỏi số 26. Đấy, anh chị nhớ với cái sự liên hệ mốc 125 tối thiểu bao nhiêu phần trăm các thủ tục hành chính ở đây gắn ấy, bộ ngành địa phương có đủ điều kiện, anh nhớ cung cấp mức độ về cung cấp trực tuyến mức độ 34 ấy, thì ta nhớ thường như thế là với mốc 125 khi hỏi về tỷ lệ thường thấy đạt là gì, 80%. Đấy rất là rõ với mốc 125 mà về thể 100 phần chính bộ ngành địa phương đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 34 là 80%. 6 ta chọn là B. Ta đi vào nội dung của câu hỏi số 27 thì tôi cũng nhắc qua nữa, anh chị em để ý khi mà thầy nhắc về liên quan từ quan điểm, từ nội dung, từ giải pháp, đúng không? Thì câu hỏi đây người ta hỏi là có bao nhiêu nghị quyết số 76 này, có bao nhiêu giải pháp để thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Thì chúng ta nhớ rồi, cái phương án mà các anh chị em cần trả lời chính xác, đúng không? Chúng ta thấy ở đây đó là có 6 giải pháp.
Vì vậy 6 giải pháp đó là giải pháp nào? Thì chúng ta cần ghi nhớ ở rất là cụ thể các 6 giải pháp, tên các giải pháp mà chúng ta thấy rằng thứ nhất là tăng cường chỉ đạo điều hành, triển khai và trong trình cái hành chính đúng không? Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành. Hai là mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Ba là bố trí đủ nguồn tài chính. Bốn là tăng cường kỷ luật kỷ cương. Năm là đổi mới phương pháp theo dõi đánh giá. Và sáu là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Đấy là 6 nhiệm vụ giải pháp của chương trình cải cách thủ tục hành chính chị em giai đoạn 2021-2030. Ta đi vào câu hỏi số 28 mà rất là quen thuộc, chúng ta thấy gắn với phần tổ chức thực hiện của các cơ quan ban ngành đúng không? Thì cơ quan là chủ trì triển khai các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy hành chính đúng không? Cải cách chế độ công vụ, cải cách chính sách tiền lương đúng không? Rồi, phối hợp với Bộ Quốc phòng Công an triển khai nội dung cải cách tiền lương cho lực lượng vũ trang nhân dân. Thì chúng ta thấy rồi, cái này chắc chắn là gắn với thẩm quyền của Bộ Nội vụ. Đấy, và nhắc lại anh chị em nhớ về Bộ Nội vụ thì chúng ta thấy ngoài nội dung này thì họ nhớ từ khóa thực hiện chương trình. Đấy, chúng ta thấy cái từ mà thực hiện chương trình đúng không? Rồi liên quan cải cách tổ chức máy hành chính ở đây, chế độ công vụ đây đúng không ạ? Rồi liên quan cái việc mà nội dung về thí điểm cải cách hành chính gắn đúng không? Đấy, rồi liên quan từ triển khai phương pháp theo dõi đánh giá hiện chương trình đấy đúng không? Rồi chỉ số đo hài lòng người dân để bồi dưỡng năng lực tập huấn thông tin tuyên truyền cải cách hành chính và chúng ta tổng kết đánh giá về chương trình tổng thể thì là gắn với Bộ Nội vụ. Còn phần B văn phòng chính phủ, nhắc lại anh chị em thì thấy gắn với từ mà gì, nó chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính rồi từ vận hành cổng những công quốc gia trục liên thông văn bản quốc gia hệ thống thông tin phục vụ đúng không? Về hội họp đấy có liên quan quản lý về quy chế quản lý vận hành khai thác hệ thống thông tin đúng không? Rồi liên quan đến phương thức làm việc. Thế còn như thấy như án C Bộ Tư pháp thì bao giờ chúng ta thấy các từ là liên quan về cải cách thể chế rồi ban hành văn bản quy phạm pháp luật rồi từ hộ tịch dữ liệu hộ tịch điện tử. Thế còn Bộ Tài chính của chúng ta bao giờ gắn từ bố trí kinh phí về những cơ chế tự chủ tài chính, lại nhắc qua các bốn phương án để anh chị em ghi nhớ gắn thẩm quyền của từng cơ quan anh chị nhá, với từ khóa như vậy. Ta đi tiếp với nội dung của quyết định 1847 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 2 2018 về phê duyệt đề án văn hóa công vụ. Thì với cái đề án này nhắc anh chị em nhiều lần, chúng ta phải nhớ về mục tiêu, phạm vi, đối tượng, quan điểm, nội dung đúng không, rồi giải pháp đó, đúng không, tổ chức thực hiện. Thì chúng ta thấy là đây câu hỏi đặt ra đây là về mục tiêu. Đấy, mục tiêu của cái đề án này anh chị nhớ có 3 mục tiêu, nhớ về về nâng cao văn hóa công vụ, về hình thành phong cách ứng xử, thứ hai đảm bảo tính chuyên nghiệp, và thứ ba là đúng yêu cầu phục vụ nhân dân đúng không. Thì chúng ta đối chiếu như vậy vừa thì chúng ta thấy cái từ mà nội dung về tính chuyên nghiệp này đúng không, đảm bảo tính chuyên nghiệp đúng không, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động công vụ. Thế còn chúng ta rất băn khoăn liên quan từ nâng cao là chúng ta thấy những anh chị em nó rất hay nhầm lẫn đến cái phần về quan cái mục tiêu và quan điểm đúng không. Cái trong đầu tiên với mục tiêu cũng nâng cao văn hóa công vụ nhưng mà gắn từ phong cách ứng xử như trao đổi anh chị em rồi, nhưng mà với cái này nó là quan điểm này, cũng nâng cao văn hóa công vụ nhưng mà từ nền hành chính chuyên nghiệp thì là quan điểm. Cái còn nâng cao công vụ mà chúng ta nhớ gần góp phần phong cách ứng xử thì nó là mục tiêu. Đấy, còn chúng ta thấy từ kế thừa cũng là mục tiêu rồi đúng không, thì chúng ta thấy rất rõ. Thế còn liên quan đến tổ chức hiện kỷ cương này nó là giải pháp. Đấy, chúng ta phải phân biệt từng từ khóa gắn với mục, nó là mục tiêu, nó là quan điểm, nó là nội dung, nó là giải pháp đúng không. Đấy, thì chúng ta sẽ rõ hơn đúng không ạ. Ta đi vào câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 30 vẫn gắn với nội dung của quyết định 1847 về quan điểm xây dựng đề án văn hóa công vụ thì vừa nhắc anh chị em rồi. Thì chúng ta đã được làm câu hỏi trên khi mà đây anh chị câu này chúng ta thấy rất rõ này, cũng là nâng cao văn hóa công vụ, hình thành văn hóa ứng xử thì đấy là mục tiêu, nhưng mà văn hóa công vụ nó còn xây dựng hành chính chuyên nghiệp thì lúc này nó là gì, nó là quan điểm. Về đây hỏi về quan điểm đúng không. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy như A là cái phần tổ chức ứng xử là giải pháp rồi đúng không. Đấy, đảm bảo tính chuyên nghiệp này nó là mục tiêu mà chúng ta làm câu hỏi trên. Đấy, ta học và so sánh như vậy anh chị nha. Ta đi tiếp với câu hỏi số 31 là gắn với nội dung. Đấy, ta lại nói về quan về mục tiêu đúng không, quan điểm, mà bây giờ nội dung thì chúng ta nhớ có bốn nội dung về văn hóa công vụ đúng không, trong quyết định 1847. Đấy, mà ta thấy đối tượng chung thì chúng ta luôn nhớ là cán bộ, công chức, viên chức rồi. Chúng ta nhớ từ khóa xuyên suốt gắn nội dung đó là cái gì, là tinh thần, thái độ làm việc. Thứ hai là gì, liên quan đến chuẩn mực giao tiếp ứng xử. Thứ ba là chúng ta nhớ chuẩn mực đạo đức lối sống, và thứ tư là trang phục. Đấy, quay xoay quanh của cán bộ, công chức, viên chức. Chúng ta thấy từ trang phục đây rồi đúng không? Rõ ràng là một trong bốn nội dung văn hóa công vụ. Còn chúng ta thấy hoàn thiện nó là giải pháp rồi, tính chuyên nghiệp thì chúng ta thấy là liên quan đến mục tiêu rồi, tổ chức thực hiện này nhắc nhiều lần chị em rồi, đó là giải pháp rồi. Thế thì chúng ta thấy
Nhận định như vậy rất là dễ đúng không? Xoay quanh nhớ từ đâu là mục tiêu, đâu là quan điểm, đâu là nội dung, đâu là giải pháp thì giúp anh chị em ghi nhớ anh chị nhá. Ta đi tiếp với hỏi 3. 2 gắn với nội dung thì đây nằm trong quy định là nội dung văn hóa thì nhớ xoay quanh bốn nội dung như vậy. Chúng ta thấy cái từ ý thức tổ chức kỷ luật rồi hiệu quả thời giờ làm việc đúng không? Rồi qua loa đại khái đấy, chúng ta thấy như vậy. Thì bốn nội dung này khu trục ra thì chúng ta thấy là nó thể hiện các từ này nó phải nằm không thể là chuẩn mực giao tiếp được, nó hay đạo đức hay trang phục được, đúng không ạ? Thì đây nó sẽ nằm trong nội dung về tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ công chức. Thì cái nội dung này ấy, chúng ta thấy nó thể hiện rất rõ trong cái tinh thần thái độ, đúng không ạ? Mà nó nằm trong cái nội dung đầu tiên ấy, với từ khóa là chúng ta thấy ở đây về thời giờ làm việc rồi nhá, ý thức tổ chức kỷ luật khá đại khái. Thì chúng ta nhớ thêm cái từ trung thành với nhà nước này, tận tụy với dân này, đúng không? Rồi mà về chức trách bổn phận, rồi liên quan đến nhiệm vụ phân công, không kén chọn vị trí công tác, rồi tâm huyết tận tụy, rồi liên quan đến cái phần là không gây khó khăn phiền hà, rồi liên quan với công chức lãnh đạo và công tâm khách quan. Đấy, và chúng ta phải chủ động xin thôi chức vụ khi mà bản thân mình hạn chế năng uy tín. Đấy, những nội dung về tinh thần thái độ làm việc của cán bộ công chức thì nhắc lại cho em ghi rõ đúng không ạ? Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 3. Thì hỏi đặt ra nhận định là sau đây là đúng về chuẩn mực giao tiếp ứng xử. Đấy là một trong những nội dung về văn hóa công vụ đấy. Thì chúng ta thấy rất rõ về chuẩn mực giao tiếp ứng xử thì nhắc anh chị qua thấy với từ khóa luôn phải cán bộ công chức phải tôn trọng lắng nghe với người trong giao tiếp với người dân là phải tôn trọng lắng nghe tận tình và thực hiện bốn xin bốn luôn là gì, chúng ta nhớ là gì, xin chào xin lỗi xin cảm ơn xin phép luôn, tức là bốn luôn là luôn mỉm cười luôn nhẹ nhàng luôn lắng nghe luôn giúp đỡ. Thế còn đối với đồng nghiệp thì các công chức phải tinh thần hợp tác, tương trợ. Còn đối với cấp trên thì công chức phải tuân thủ thủ tục hành chính, đúng không ạ? Không nịnh bợ lấy lòng đấy. Rồi với các công chức lãnh đạo thì phải không duy trì áp đặt, đúng không ạ? Thì ta thấy là có những quy định về chuẩn giao tiếp ứng xử của công chức thì ta đối chiếu với từ khóa như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng trong cái phần quy định này, đúng không? Liên quan đến các công chức quản lý phòng duy trì từ duy trì hay áp đặt đây rồi, đúng không? Chúng ta chọn là B. Thế còn chúng ta thấy cái từ mà đánh bạc sa bà sa đà và cái tệ nạn xã hội đấy thì chúng ta thấy nó nằm trong chuẩn mực về đạo đức lối sống đúng không? Đó. Rồi chúng ta thấy là liên quan về chuẩn mực đời sống gia đình cũng vậy thì chúng ta thấy là nó nằm trong nội dung của chuẩn mực đời sống đúng không? Đó. Thì chúng ta thấy để so sánh để chúng ta loại ra rất là rõ, hay là liên quan đến sử dụng mạng xã hội này cũng thế thì chúng ta thấy là nó nằm trong cái nội dung quy định về chuẩn mực về đạo đức sống đúng không? Đấy, còn trên chúng ta như chuẩn mực giao tiếp ứng xử thì chúng ta nhớ ở đây từ khóa mà thầy đã chia sẻ là chọn phần B mới là chính xác đúng không ạ? Ta đi tiếp với câu hỏi 34. Đấy thì chúng ta đã học từ mục tiêu, quan điểm, nội dung chúng ta đến giải pháp, đấy, lộ trình như vậy. Thì câu hỏi nhận định này nằm trong quy định nào về giải pháp thực hiện văn hóa công vụ? Thì chúng ta thấy rồi, ở văn hóa công vụ được quy định các cái giải pháp rất là rõ, ta thấy là có 3 giải pháp bao trùm. Một là hoàn thiện quy định văn hóa công vụ, thứ hai là về tuyên truyền đúng không, về tăng cường bồi dưỡng các công chức ấy, thứ ba là về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đúng không. Thì nó thấy nó chính nằm trong một trong 3 phương án BCD thôi, còn tinh thần thái độ nó là nội dung rồi đấy đúng không. Chúng ta xem từ khóa cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao này, có nếu đầy đủ thủ tục hành chính này đúng không, minh bạch này, thì nó nằm trong nội dung nào trong 3 cái giải pháp mà thầy vừa nêu thì chúng ta thấy rồi, nó gắn về cái từ khóa mà tổ chức quy định về văn hóa công vụ có phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả nền công vụ chị nha. Và cùng từ khóa này thì chúng ta thấy là nhớ thêm liên quan từ đồng bộ đúng không, quy định văn hóa công vụ ở các ngành lĩnh vực, rồi ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, rồi liên quan đến cái phần về tăng cường thanh tra kiểm tra của văn hóa công vụ, rồi kiên quyết xử lý nghiêm hành vi phạm về tình tệ tham nhũng vặt, rồi khen thưởng biểu dương cán bộ chức và thành tích gương mẫu. Đấy là những nội dung cơ bản tăng giải pháp về liên quan thực hiện quy định công vụ và có phần tăng cường kỷ cương hành chính đấy. Chúng ta nhớ câu hỏi 34 anh chị chọn là D là lý do như vậy. Chuyển sang với nội dung câu hỏi số 35 với nội dung gắn với nghị định 101 năm 2017 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức thì chúng ta thấy ở đây gắn với những nội dung về nhiệm vụ quyền hạn rất quan trọng. Chúng ta thấy trong phần tổ chức thực hiện có những quyền hạn về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức từ của Bộ Nội vụ là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các quản lý đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức đúng không, rồi của các cơ quan ngang bộ, cơ quan của Chính phủ, tổ chức chính trị địa phương, rồi của Bộ Tài chính, của Ban Nhân dân tỉnh hay Trung ương, rồi các đơn vị sử dụng cán bộ công chức đúng không. Thì đây câu hỏi xoay quanh với nhiệm vụ quyền hạn đấy, của đơn vị sử dụng cán bộ công chức viên chức trong quản lý đào tạo bồi dưỡng thì chúng ta thấy họ với đơn vị sử dụng họ có 3
cái nhiệm vụ quyền hạn. Một là tên ấy từ thực hiện quy định đào tạo bồi dưỡng, hai đề xuất biên soạn lựa chọn chương trình, ba là tạo điều kiện công chức thực hiện chế độ đào tạo bồi dưỡng theo quy định. Chúng ta đối chiếu như vậy thì thấy từ khóa đây tạo điều kiện đi rồi đúng không, hiện để cán bộ công chức thực hiện chế độ đào tạo bồi dưỡng thì chúng ta thấy rất là rõ đúng không, cái phần nội dung. Thế còn chúng ta thấy như phương án D này về kinh phí thì nó phải gắn với nội dung của ở nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tài chính rồi. Đấy, chúng ta thấy là rõ rồi, liên quan về các bộ quản lý viên chức, đây liên quan thẩm quyền của các bộ, quan bộ rồi đúng không, thanh tra chính sách đào tạo bồi dưỡng thì nó gắn với thẩm quyền của Bộ Nội vụ đúng không. Chúng ta thấy tách ra từng phần nội dung người ta hiểu đúng không, nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị sử dụng công chức thì người ta phải chọn là B. Ta về khoảng 36 gắn với nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tài chính để vừa nhắc anh chị em đấy, thì Bộ Tài chính là thấy các từ khóa mà chúng ta nhớ là gì đúng không, đó thì vừa nhắc rồi nên chị để ý là từ cân đối kinh phí là một phần này đúng không, hai là hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí trong đào tạo. Đấy, Bộ Tài chính là gắn với từ kinh phí đúng không, thì chúng ta thấy rõ ràng trong các phương án này là phương án đây từ kinh phí đây rồi, rõ ràng là phương án C. Anh chị em thấy nó dễ dàng chưa, khi chúng ta nhấm từ khóa chúng ta chọn là rất là nhanh và chính xác, đấy, gắn với Bộ Tài chính. Còn 36 anh chị chọn là C. Ta đi vào câu hỏi số 7 liên quan đến nội dung về trách nhiệm của cán bộ công chức, hoặc trách nhiệm cán bộ công chức thì chúng ta thấy trách nhiệm, chúng ta thấy học cái mẹo, anh chị để ý là được thầy luôn nói là được là quyền chứ không thể là trách nhiệm được, thì anh chị nếu nhìn nhanh thấy ba cái ông được là quyền mà đây là hỏi trách nhiệm thì ta biết ngay là ông D rồi, thực hiện quy định bù chi phí đào tạo là trách nhiệm của cán bộ công chức đúng không, về đào tạo bồi dưỡng đúng không, thì chúng ta thấy là rất là rõ ở đây rồi. Đấy là cách rất là nhanh để chúng ta lựa chọn cái phương án đúng không. Ta đi vào câu hỏi số 38 liên quan việc cử cán bộ công chức đi bồi dưỡng nước ngoài phải đảm bảo yêu cầu gì, thì chúng ta thấy rồi cái việc cử đi này nó phải đảm bảo những yêu cầu rất quan trọng đúng không ạ, cũng là phù hợp với nhu cầu của cơ quan đơn vị mà sử dụng đúng không ạ. Thì chúng ta nhớ là liên quan đến cái việc mà khi cử cán bộ công chức ấy, ta thấy đi đào tạo ở nước ngoài đúng không ạ, thì nó phải đảm bảo trong cái yêu cầu về phù hợp với nhu cầu sử dụng của cơ quan đơn vị. Chúng ta cần nắm bắt cái phần quy định về yêu cầu như vậy chị nhá. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 39 liên quan đến Nghị định 11 năm 2017. Đâu là các điều kiện về bồi dưỡng các bộ công chức ở viên chức ở nước ngoài? Thì chúng ta thấy đối chiếu rất là rõ ở đây trong cái phần quy định này. Để chúng ta thấy là nội dung trong các điều kiện về bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức ở nước ngoài thì chúng ta thấy quy định rõ trong nội dung của nghị định này. Thì các cái điều kiện mà anh chị em thấy rất là rõ để chúng ta nắm bắt được trong phần quy định về điều kiện này. Thì tôi thấy một cái điều kiện mà rất quan trọng khi mà đào tạo viên chức ở nước ngoài công chức ấy, là không họ không nằm trong cái thời gian xem xét kỷ luật, đang trong thời gian hành kỷ luật đúng không? Từ khiển trách trở lên, không thuộc các cái trường hợp đúng không ạ, mà tôi thấy là chưa được xuất cảnh nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Thì chúng ta nắm cái phần quy định về cái điều kiện liên quan đến cái phần nội dung về yêu cầu đặt ra so với cán bộ công chức viên chức chúng ta thấy là bồi dưỡng ở nước ngoài là chọn phương án là C, đúng là phương án chính xác anh chị nha, là chọn phương án C. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 40 gắn với nội dung chuyển sang phần của Nghị định số 90 năm 2020 của Chính phủ quy định về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức, thì đã làm qua liên quan với luật cán bộ công chức viên chức đấy, thì chúng ta thấy là rất là rõ đúng không, mà chúng ta thấy là có bốn loại xếp loại chất lượng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đúng không ạ. Thì chúng ta thấy có trong phần này chúng ta đặc biệt lưu ý liên quan các phần nguyên tắc về phần về đánh giá xếp loại chất lượng, rồi tiêu chí chung về đánh giá xếp loại chất lượng và tiêu chí cụ thể của từng mức xếp loại chất lượng đúng không, của cán bộ công chức, từ xuất sắc, từ hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành đúng không. Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta hỏi đây là nguyên tắc thứ mấy về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức quy định trong điều 2 đấy. Thì trong điều 2 của nghị định thì chúng ta thấy là họ đưa ra rất là rõ trong nội dung có bốn nguyên tắc đúng không? Chúng ta thấy là với từ khóa đầu tiên nguyên tắc thứ nhất là gắn từ bảo đảm khách quan công bằng, thứ hai là gắn từ chức trách nhiệm vụ, nguyên tắc thứ ba là liên quan đến thời gian công tác đúng không? Đấy, 6 tháng nếu mà chưa chưa đủ 6 tháng thì không thể đánh giá đúng không? Mà vẫn phải kiểm điểm. Rồi trường hợp mà công chức viên chức mà nghỉ không tham gia công tác trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng xếp loại ở mức chúng ta nhớ rất hay nhầm, chúng ta nhớ là mức là xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phải có từ trở lên là chính xác. Thế còn
với nội dung công chức viên chức và nghỉ chế độ thai sản theo quy định thì xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại thời gian thực tế, đúng không? Đấy là nguyên tắc thứ ba. Nguyên tắc thứ tư là gắn từ kết quả đánh giá xếp loại công chức theo quy định này, ta thấy là làm cơ sở liên thông, ta thấy là phần liên thông đấy, đúng không, về xếp loại đảng viên. Thì chúng ta thấy đối chiếu đây, kết quả đánh giá ta thấy là liên quan liên thông xếp loại đảng viên thì chắc chắn là nguyên tắc thứ tư rồi, đúng không? Thì ta chọn là D là lý do như vậy. Nguyên tắc thứ nhất là gắn từ gọi là khách quan, rồi thứ hai là gắn chức trách nhiệm vụ, thứ ba là gắn thời gian. Đấy, anh nhớ như vậy thì nhanh hơn rất nhiều anh chị nhá. 10 chọn là D. Ta đi vào câu hỏi số 41 liên quan đến điền vào tiêu chí vừa ăn, ta thấy rồi, công chức chúng ta có hai loại là công chức giữ quản lý và công chức không giữ chức quản lý. Thì ở đây họ là gắn với công chức giữ quản lý. Khi mà có tiêu chí này sẽ chết lại hoàn thành nhiệm vụ đấy, các tiêu chí kết quả thực hiện vụ quy định pháp luật hoặc đề ra hoàn thành. Trong đó thì chúng ta thấy cái mẹo mà chúng ta thấy nội dung khi mà gắn với mức hoàn thành nhiệm vụ, đúng không, với công chức quản lý thì tỷ lệ ở đây là nhớ là không quá 20% tiêu chí chưa đảm bảo chất lượng tiến độ hoặc hiệu quả thấp. Chúng ta nhớ khoảng 41 anh chị chọn là B. Ta đi vào câu hỏi số 42 gắn với nội dung về kết quả các tiêu chí thực hiện nhiệm vụ quy định pháp luật hoặc đề ra công việc cụ thể để hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng hiệu quả, đúng không ạ? Thì cũng dạy anh chị em rồi, nếu có từ này chúng tự thấy họ từ hiệu quả cao hay từ vượt mức thì nó là mức xuất sắc. Thế còn nó vế này mà nó hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng hiệu quả không từ cao, đúng không, gắn với công chức mà giữ quản lý có tiêu chí này, chúng ta nhớ là mức hoàn thành tốt nhiệm vụ anh chị nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ nội dung trong nghị định đã đưa ra cái phần tiêu chuẩn đánh giá trong nội dung mức hoàn thành tốt trong điều 9 đấy, gắn với công quản lý là trong khoản 2, đúng không ạ? Chúng ta cần nhớ phần đó như vậy. Ta đi vào câu hỏi số 43 gắn với nghị định số 90. Đâu là nội dung ta thấy nhắc anh chị em về tiêu chí đấy, tiêu chí chung thì đây ta thấy là có 5 tiêu chí, trong đó có ý thức tổ chức kỷ luật. Thì ý thức tổ chức kỷ luật thì công thức đã tóm tắt cho anh chị em nhớ rồi, đúng không? Liên quan đến cái phần ý thức tổ chức kỷ luật là có 4 nội dung với công thức là 2T cộng CB. T thứ nhất là thực hiện quy chế quy định nội quy, T thứ hai thực hiện kê khai công khai tài sản đấy, C là chấp hành phân công của tổ chức, và B là báo cáo đầy đủ trung thực. Chúng ta đối chiếu như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là báo cáo đầy đủ trung thực chính là nằm trong nội dung ý thức tổ chức kỷ luật. Thế còn chúng ta thấy là cái nội dung mà chúng ta thấy là có trách nhiệm với công việc là gắn với tác phong lề lối làm việc, hay là có quan điểm bản lĩnh chính trị, nó gắn về tiêu chí về chính trị tư tưởng. Đấy, nó thấy rất là rõ về chính trị tư tưởng, nó thấy có 4 nội dung với công thức 3C cộng 1D đấy. Còn về đạo về về tác phong lề lối làm việc chúng ta làm liên quan đến phần trách nhiệm công việc này, nó nằm trong công thức chúng ta thấy là 3C của một P phở đấy, đúng không? Còn nữa về tiêu chí đạo đức lối sống thì tận nhớ 4 nội dung với công thức là gì? 2K cộng 2C đấy. Không tham ô, không để người thân người quen lợi dụng, đúng không? Còn chúng ta thấy nữa là C là C lối sống trung thực và đi thường kết để gắn đạo đức lối sống, thì nhắc lại anh chị em các nội dung về tiêu chí chung. Còn tiêu chí thứ năm nó tách ra, đúng không, với về kết quả trách nhiệm được giao đó, gắn với cán bộ công chức lãnh đạo quản lý, cán bộ công chức viên chức lãnh đạo quản lý đấy. Cái 4 nội dung là từ khóa quán triệt thể chế, duy trì kỷ cương, lãnh đạo kiểm tra hay là xây dựng chương trình. Thế còn với kết quả thực hiện chức trách đưa ra gắn với công chức viên chức không quản lý thì thấy có 2 nội dung gắn từ kết quả thực hiện nhiệm vụ quy định pháp luật, rồi từ thái độ phụ dân doanh nghiệp. Nhắc lại anh chị em về phần chúng ta thấy rất là rõ ở đây những cái nội dung mà chúng ta thấy là tóm tắt ra những cái phần này, thầy nhắc lại tất cả trong bài giảng từng khóa thầy nhắc rất kỹ ở mỗi bộ đề. Và chúng ta thấy các anh chị em hiểu về tư duy bây giờ chúng ta phải tư duy thời 4.0, chúng ta đừng tư duy cái học truyền thống. Và khi thầy dạy xong là video thầy đã up lên, ta nghe lại, nghe đi nghe lại nhiều lần, bộ đề chúng ta làm đi làm lại nhiều lần. Mà thầy chúng ta thấy bình thường là chỉ là công bố đáp án, nhưng thầy còn chọn đáp án xong là giải thích tại sao ta chọn, là mở rộng. Thực ra đây nó chỉ là tiêu chí về ý thức tổ chức kỷ luật, mà thầy nhắc thêm lại 5 tiêu chí đấy, và thực ra nó nằm trong cái bài giảng từ khóa của cái văn bản nghị định số 90 120, đúng không? Còn video giải bộ đề thầy nhắc rồi lại tiếp với bộ đề 60 câu thầy nhắc lại nữa, nó phủ lớp mấy phần nền kiến thức đấy. Chúng ta cần phải tư duy linh hoạt và biết cách học, đúng không? Nhiều khi phải tư duy nhanh, nhiều khi chậm chưa chắc là chúng ta nắm bắt được vững đâu đấy. Nhiều khi chúng ta cái thầy đã giảng rất là kỹ, thầy biết những cái gì tốt nhất cho anh chị em, một cái cách học, cái tốc độ như thế nào nó phù hợp, đúng không? Đấy thì anh chị cố gắng cái việc đó nhé. À, chuyển tiếp với câu hỏi số 44 gắn với luật ngân sách năm 2015. Đấy, là thấy đúng không ạ? Thì liên quan về luật ngân sách nhà nước 15 thì chúng ta cần lưu ý, chúng ta thấy từ cái phần mà chúng ta thấy khái niệm về giải thích từ ngữ, đúng không ạ? Từ bộ chi ngân sách, đúng không? Chúng ta thấy rồi, liên quan đến phần ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, ngân sách trung ương.
Rồi phần điều 5 về phạm vi ngân sách. Đấy, chúng ta thấy từ phần mà chúng ta thấy phần thu, phần chi, đúng không ạ? Rồi liên quan đến bộ chi và mức vay, rồi hệ thống ngân sách nhà nước, rồi các nguyên tắc. Trong đó ta nắm bắt về nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước trong điều 7, hay nội dung nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước trong điều 8, nguyên tắc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi, đúng không ạ? Đấy, quy tục về nguyên tắc. Rồi những phần về nội dung dự phòng ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính, điều kiện thực hiện thu chi, rồi liên quan đến cái phần mà hành vi bị cấm ấy, trong hoạt động ngân sách nhà nước. Rồi chúng ta thấy là liên quan nhiệm vụ quyền hạn trong hoạt động về ngân sách nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền, đấy, từ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đúng không ạ? Rồi Ủy ban nhân dân các cấp, Hội đồng dân các cấp, đấy, hệ thống cho anh chị em ghi nhớ, đúng không ạ? Và đi vào đầu tiên gắn với nguyên tắc về quản lý ngân sách thì chúng ta thấy ở đây câu hỏi đưa ra thì chúng ta thấy rất là rõ để chúng ta cần ghi nhớ, đúng không, với những nội dung về nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước trong điều 9 ấy, chúng ta thấy có nội dung 11 là nguyên tắc, đúng không? Đấy, thầy đã giảng rất kỹ trong nội dung của bộ đề video bài giảng từ khóa rồi. Thì anh chị em cần lựa chọn đó là nằm trong cái phần về nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước, đó là một trong 11 cái nguyên tắc ấy. Một là tôi thấy là được ngân sách nhà nước quản lý thống nhất tập trung, đúng không, dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, công bằng ấy. Thì đây chúng ta thấy chính là cái phương án A đây rồi, đúng không? Và nguyên tắc thứ hai là gắn cái từ mà tất cả bộ thu chi ngân sách được dự toán tổng hợp đầy đủ. Nguyên tắc thứ ba là các khoản thu được quy định về luật thuế chế độ thu, đúng không? Rồi thứ tư là các khoản chi chỉ được thực hiện khi dự toán cấp có thẩm quyền, đúng không? Rồi thứ năm là bảo đảm ưu tiên bố trí ngân sách cho thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng. Rồi nguyên tắc thứ sáu là gắn bố trí ngân sách thực hiện những phát triển kinh tế xã hội. Thứ bảy là cân đối với ngân sách nước bảo đảm kinh phí hoạt động của các tổ chức chính xã hội. Thứ tám là kinh phí hoạt động của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội đấy, thì nguyên tắc tự bảo đảm. Thứ chín là bảo chi trả lãi đến thời hạn. Rồi thứ 10 là quyết định đầu tư chi đầu tư chương trình sử dụng ngân sách. 11 là tôi nhớ ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Đấy, chúng ta nhớ lại 11 cái nguyên tắc đó về quản lý ngân sách. Đây là nguyên A, là một trong những cái nội dung mà chúng ta thấy nằm trong nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước. Ta đi vào tiếp với nội dung ở câu hỏi số 45, với nội dung của ngân sách nhà nước quy định về chi ngân sách nhà nước thì bao gồm, thì anh chị thực tế trong làm việc cũng đã biết rất rõ rồi, ta thấy có phần các khoản về chi đầu tư phát triển, chi dự trữ quốc gia, chi thường xuyên, chi trả lãi, chi viện trợ, các khoản chi khác theo quy định pháp luật, chúng ta thấy là phương án C là phương án chính xác. Ta đi vào câu hỏi 46 mà lại thầy đã nhắc liên quan và thường rất là có các câu hỏi gắn với các hành vi bị cấm trong hoạt động ngân sách nhà nước quy định ở điều 18 với 18 hành vi đấy, ta thấy cái từ khóa như là lợi dụng, đúng không, rồi liên quan đến trái pháp luật, đúng không, là thu sai, từ sai trái, sai trái đấy, đúng không, rồi không đúng thẩm quyền đấy, ta nhớ, và vượt mức chẳng hạn đấy, ta nhớ. Rồi liên quan đến cái việc mà hạch toán sai hay là trì hoãn, đúng không, hay là phê chuẩn sai đấy, nó thấy từ sai. Rồi các hành vi bị cấm khác, thấy là mới 12 hành vi trong điều 18, rất là rõ. Thì chúng ta đối chiếu như vậy thì anh chị thấy rõ ràng với nội dung câu hỏi số 46 này thì chúng ta thấy rồi, liên quan đến không đúng thẩm quyền đây rồi, đúng không? Đó, đó thì đã chọn ngay là B. Còn những nội dung khác thì thấy là nó không thể là hành vi bị cấm được, đúng không? Thì câu hỏi 46 anh chị chọn là B là lý do như vậy. Đây là câu hỏi số 47 gắn với nội dung đến cơ quan mà có nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, đúng không? Rồi quỹ dự trữ nhà nước, các quỹ khác nữa theo quy định pháp luật trong luật ngân sách nhà nước thì thẩm quyền này về Bộ Tài chính, thì chúng ta nhớ câu hỏi số 47. Anh chị chọn phương án chính xác, câu hỏi 47, phương án C. Tiếp vào 48 liên quan đến thời gian, chúng ta thấy với thời gian mà Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước và thời gian quy định của ngân sách. Thì chúng ta nhớ mốc ở đây đó là chậm nhất 18 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách. Chúng ta nhớ câu hỏi 48, anh chị chọn là B. Câu hỏi số 49, ta chuyển với nội dung với câu hỏi đâu là các nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương. Thì với chi của ngân sách trung ương thì chúng ta cũng thấy rất là rõ ở các cái phần đã được quy định trong luật ngân sách nhà nước liệt kê, thì anh chị cũng cần ghi nhớ các cái phần chi, đúng không ạ, và những cái khoản chi là thuộc về ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, sao nó phù hợp trong nội dung quy định của pháp luật. Thì chúng ta thấy rằng ở đây với những cái nội dung về nguồn chi của ngân sách trung ương, đấy là chi đầu tư phát triển với ba nội dung liên quan về đầu tư dự án hay là hỗ trợ vốn doanh nghiệp, rồi chi đầu tư phát triển khác, đúng không ạ? Thứ hai là chi thường xuyên, thì chúng thấy hàng loạt các cái lĩnh vực rất là cụ thể, chúng ta thấy là có 12 cái nội dung chi mà với phần về chi ngân sách chi thường xuyên. Rồi
Rồi về chi trả nợ lãi các khoản chi do chính phủ vay, về chi viện trợ, chi vay theo quy định pháp luật, chi bổ sung dự quỹ tài chính trung ương, chi chuyển nguồn cho ngân sách trung ương năm sau, hay chi cân đối ngân sách. Như vậy chúng ta thấy có 9 chín cái nội dung mà chúng ta thấy về, về nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương, đúng không ạ? Chúng ta đối chiếu phần như vậy, chín nội dung thì chúng ta thấy rõ ràng là có phần về chi trả lãi khác do chính phủ vay, đúng không ạ? Thì gắn với nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương. Ta đưa câu hỏi số 50 gắn với nội dung của luật ngân sách nhà nước, đâu là các nhiệm vụ quyền hạn đấy nha anh chị, về của các cơ quan thì cụ thể với quốc hội, đúng không, về ngân sách nhà nước thì rõ ràng thì chúng ta thấy rồi, quốc hội bao giờ gắn từ phê chuẩn đấy, quyết toán ngân sách nhà nước, nhưng còn từ giám sát thì bao giờ anh chị thấy là liên quan những cái nội dung ở đúng không, về về của ủy ban thường vụ quốc hội tách ra rất là rõ ở đây trong cái phần từng nhiệm vụ, đúng không ạ? Thì quay lại với nhiệm vụ của Quốc hội, ngoài cái việc mà chúng ta thấy cái từ phê chuẩn, đúng không ạ, về ngân sách, nhưng mà ngân sách thấy từ làm luật sửa đổi, rồi quyết định ta thấy từ chính sách cơ bản này, quyết định cái chính sách cơ bản của kế hoạch tài chính 5 năm, đúng không ạ, rồi liên quan đến phân bổ, đúng không ạ, rồi liên quan quyết định tỷ lệ phần trăm, quyết định chủ trương điều chỉnh dự toán, rồi giám sát thực hiện ngân sách, bãi bỏ văn bản của các chủ thể thẩm quyền như chủ tịch nước hay ủy ban thường vụ Quốc hội, chính phủ, thủ tướng ấy, và viện toán nhân dân tối cao, tòa nhân dân tối cao về về những tài chính ngân sách và trái quy định. Còn nội dung về phê chuẩn quyết toán ngân sách là nó nằm trong quy định rất là rõ một khoản 9 trong điều 19, chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Đó, thì anh chị em ghi nhớ rất là rõ những phương án A thì gắn là một trong 9 nội dung về những khoản của ủy ban thường vụ quốc hội rồi, ta thấy là còn từ thẩm tra thì thấy gắn với các cơ quan ủy ban của quốc hội, đúng không ạ? Thấy rất là rõ. Hay là các cái phần về kiến nghị, các cái phần về lĩnh vực ngân sách nhà nước này thì nó nằm trong nội dung nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội. Đấy, gắn với những quyền hạn hội thì ta chọn là phần B, nằm trong nội dung khoản 9 điều 19 của chị nha. Và chuyển tiếp với nội dung của câu hỏi số 51 gắn với phần quy định, anh chị thấy rất là rõ ở đây với phần nội dung nghị định số 63 163 năm 2016. Đây là nghị định thấy hướng dẫn chi tiết một số điều của luật ngân sách nhà nước, thì chúng ta thấy là với hai thành phố rất là quan trọng, đúng không? Thành phố đặc biệt đấy, liên quan ta thấy về mức dư nợ vay đấy thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, đúng không ạ? Thì tỷ lệ mà anh chị thấy ở đây trong cái phần được quy định trong khoản 6, đúng không ạ, của điều 4 quy định về mức dư nợ vay, thì ta nhớ cái mẹ rất là rõ với Hà Nội Hồ Chí Minh, mức dư nợ vay chúng ta nhớ là không quá 60% số thu ngân sách. Thế còn với các địa phương mà ta nhớ về phần thu lớn hơn chi thì mức dư nợ vay cho phép đây không quá 30%. Thế còn với các địa phương mà gì thu nhỏ hơn chi hoặc bằng thì chúng ta nhớ không quá 1%. Để áp dụng công thức như vậy thì với Hà Nội Hồ Chí Minh thấy là con số chắc chắn là không quá ở mức nợ vay là 60% ngân sách địa phương hưởng rồi, thì 51 là chọn là C, là lý do như vậy. Ta đi tiếp với câu hỏi 51, 52 thấy được địa phương có thu đây đúng không, ta nhớ được hưởng lớn hơn chi thường xuyên đấy, ta nhớ thu nó hơn chi, nó ngắn gọn như vậy. Thì chúng ta thấy như thầy vừa trao đổi với chị em rồi, đúng không? Hà Nội Hồ Chí Minh thì là 60, còn các địa phương mà gì thu lớn hơn chi thì mức dư vay ta nhớ ở đây là gì, không vượt quá 30% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp. Tiếp theo chúng ta thấy với những công thức như thầy nói, con số thu ở đây ta thấy nhỏ hơn hoặc bằng chi thì chúng ta nhớ mức dư vay ở đây chúng ta nhớ tỷ lệ rõ ràng rồi, chúng ta chọn là không quá 20%, là công thức là 60 30 20 đúng không? 60 thì gắn với Hà Nội Hồ Chí Minh, còn 30 thì gắn với các địa phương mà thu lớn hơn chi, ngắn gọn như vậy. Còn với hạn quá 20% là với cái số thu nhỏ hơn hoặc bằng chi, đấy, ngắn gọn hơn anh chị nhá. Nó vào khoảng 54 với nội dung của nghị định 163 năm 16 của Chính phủ, thì với dự toán chi ngân sách trung ương và dự toán chi ngân sách các chính quyền địa phương bố trí khoản dự phòng, nhớ về về khoản dự phòng bao nhiêu phần trăm tập chi ngân sách mỗi cấp, nên thấy rồi tỷ lệ đây là từ gì 2 đến 4%. Thì câu hỏi số 54 anh chị chọn là C. Ta đi vào câu hỏi số 55 gắn với nội dung về thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương đối với khoản chi ta nhớ từ 3 tỷ đồng đối với nhiệm vụ phát sinh. Đấy, ở đây cái phần này nó có hai phần thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì với các khoản chi 3 trên 3 tỷ đồng đúng không, thì chúng ta nhớ là gắn với thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ thì anh chị chọn là phần C. Tiếp tục câu hỏi 56 với thẩm quyền quyết định đây, cái khoản chi dưới 3 tỷ đồng với nhiệm vụ phát sinh thì lúc đó sẽ thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chúng ta nhớ mức là trên 3 tỷ thì phải gắn thủ tướng, dưới 3 tỷ gắn bộ trưởng bộ tài chính, đúng không ạ, thì nó dễ nhớ dễ học. Ta chuyển vào câu hỏi 57 gắn với nội dung của chỉ thị số 05 ban hành ngày 15 tháng 5 năm 16, thì chúng ta thấy nội dung về đẩy mạnh học tập và làm gương theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì nội dung này chúng ta nghe bài giảng từ khóa làm bộ đề và qua một số câu hỏi,
chúng ta nắm bắt được đâu có thấy nội dung, ta thấy về tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và trong đó có phần tổ chức thực hiện của các cơ quan trung ương như địa phương trong việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy ở câu hỏi số 57 với chỉ thị số 5 là tiếp tục xây dựng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng địa phương cơ quan đơn vị với phương châm. Chúng ta thấy phương châm được đưa ra rất là rõ, đúng không? Là sát chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện. Thì chúng ta thấy câu hỏi số 57 là anh chị chọn phương án chính xác, đó là phương án C với nội dung với phương châm rất là rõ để chúng ta thực hiện hoàn thiện chuẩn mực về đạo đức công vụ của địa phương cơ quan đơn vị, đúng không ạ? Ta đi tiếp với nội dung đó là phần câu hỏi 58, thì chúng ta xem xét đâu là phong cách Hồ Chí Minh, đúng không? Thì phong cách thì chúng ta thấy nó thể hiện rất rõ rồi, trong ngay phương án C nó thể hiện ở đây, đó là phong cách sống thanh cao, thanh sạch, trong sạch giản dị, phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương, thì thể hiện rất là rõ phong cách của Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng ta thấy nếu thêm liên quan phong cách của người, đấy, chúng ta thấy đây là những phần liệt kê rất là cụ thể, đúng không? Thì phong cách của Hồ Chí Minh chúng ta thấy thể hiện những giá trị cốt lõi trong tư tưởng của người, đấy, sự sức hút cảm hóa kỳ diệu. Ngoài nội dung phong cách này ra thì chúng ta cũng nhớ thêm có phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, đúng không? Rồi phong cách làm việc dân chủ hoặc kỹ lưỡng, đúng không? Rồi liên quan phong cách ứng xử văn hóa tinh tế, đầy nhân văn, đậm chất yêu dân, trọng dân, vì dân. Đấy, rồi nói đối với làm người, nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu. Đấy, chúng ta thấy Bác Hồ một người rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Từ ta thấy từ đạo đức, phong cách, tư cách của người, đúng không ạ? Chúng ta cần học tập thì hy vọng các thế hệ cán bộ công chức hiện nay chúng ta học tập Bác, làm theo đúng tinh thần, đúng không ạ? Từ chúng ta thấy là rất rõ tấm gương của Bác, đạo đức cách mạng, lý tưởng cách mạng, đời vì nước vì dân. Đấy, chúng thấy cũng một kiếp người, chúng thấy Bác sinh ra được thế hệ muôn đời sau ghi nhớ. Nên còn có thấy những cán bộ dù đương quyền hay là nghỉ hưu thì chúng ta thấy rằng là không làm việc gì tốt cho dân, làm hại dân hại nước, thì chúng ta thấy rằng là chắc chắn là dân không ghi nhớ, người nào làm tốt chắc chắn là dân lập đền thờ, dân họ biết cả. Đấy, chúng ta hy vọng là chúng ta với chức trách anh chị em có những sứ mệnh, hãy làm tốt với những nhiệm vụ của mình, học tập Bác, đúng không ạ? Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 59 đối với trong việc tổ chức thực hiện, thì chúng ta thấy ở đây gắn với phần thể hiện rất là rõ để triển khai cái nội dung về học tập tấm gương Hồ Chí Minh, thì đối dành cho đối học sinh chuyên ngành lý luận chính trị, đúng không, và các trường học viện chính trị đoàn thể học tập phong cách Hồ Chí Minh. Thì chúng ta thấy ở đây triển khai, ta thấy là thông qua cái việc mà sẽ xây dựng cái hệ thống bài giảng chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế còn chúng ta thấy với những nội dung khác như cái phương án A đó, thì chúng ta thấy ở đây nó gắn với đối tượng và liên quan đến cái phần mà chúng ta thấy là với giáo dục công dân đạo đức nghề nghiệp, thì cũng là gắn với giáo dục học sinh phổ thông dạy nghề cho học chuyên nghiệp cơ, đúng không? Nên còn với các cái buổi nói chuyện ấy, thì các anh chị thấy liên quan là chúng ta thời gian vừa qua, đúng không, quan đến giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, đúng không? Một người là nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh rất nhiều, đúng không, nói các chuyên đề về tư tưởng đạo đức dành cho đội ngũ cán bộ công chức, các đoàn viên thanh niên, đúng không ạ, thấy rất là rõ. Rồi còn với các bài giảng chuyên đề tư tưởng thì lúc này dành cho, với nội dung chúng ta thấy là với về phần học sinh đại học cao đẳng, đúng không, các phần bài giảng chuyên đề tư tưởng ấy, thế là rõ. Còn với hệ thống bài giảng chuyên đề học tập thì gắn với sinh đại học chuyên ngành lý luận chính trị anh chị nhá. Đấy, chúng ta nhớ nội dung như vậy. Tiếp theo câu hỏi 660 gắn với chủ thể cơ quan mà giúp việc cấp ủy lãnh đạo các ngành thể tổ đạo thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị năm này thì đã chắn rồi. Chúng ta thấy xong phần quy định về tổ chức thực hiện ở đây được thể hiện rất là rõ triển khai những nội dung này, đúng không, là gắn với ban tuyên giáo cấp ủy và cơ quan tuyên giáo các ngành đoàn thể thực hiện. Còn chúng ta thấy với ban dân vận thì họ sẽ liên quan đến phối hợp trong cái việc thực hiện triển khai, đúng không? Còn ban văn phòng trung ương đảng thì chúng ta thấy trong công tác phối hợp. Nên còn với ban bí thư thì chúng ta thấy là cùng đồng chí tổng bí thư sẽ chỉ đạo học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng và xã hội chị nha. Đấy, thì chúng ta thấy đa số với chỉ đạo chị này thì gắn nhiều với ban tuyên giáo trung ương, và thấy các nội dung về triển khai chỉ đạo thực hiện, đúng không, của từ trung ương đến địa phương, các cấp ủy cơ quan ban ngành, đúng không ạ? Thì với toàn bộ mỗi nội dung 60 câu tổng hợp các cái văn bản, 9 văn bản thầy đã nêu trên trong bộ đề số 12, thì rất mong anh chị em chúng ta thấy là chúng ta lựa chọn các cái đáp án, ta giải thích được nghe rất là kỹ các cái phần, đúng không ạ?
các cái đáp án và chia sẻ với anh chị em tất cả các cái bộ đề thầy video thầy đã xây dựng đưa lên lớp chúng ta làm trước, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy khi có lịch thầy đã đưa ra thì chúng ta thấy là đã có đáp án trả lời, sau đó thầy up lên lớp để anh chị em chúng ta làm lại, nghe lại rất là cụ thể, học đi học lại nhiều lần. Chúng ta không phải chỉ mỗi cái thời gian học trực tuyến lúc 17 giờ 15 các chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Đấy, tuần này đặc thù một chút vì cuối tuần là thầy có việc gia đình thì chúng ta sẽ học là thứ ba, thứ năm. Tuần tới theo kế hoạch 5 tuần thầy đã đưa lên lớp, chúng ta bám sát để đảm bảo cái điểm rơi cho ngày thi của chúng ta trong tháng 9 anh chị nhá. Những nội dung thầy đã thông báo rất là cụ thể trên lớp đầy đủ, chắc khung thả các nội dung chia sẻ anh chị em đầy đủ trong các cái video bài giảng từ khóa trên lớp. Anh chị em vào sau thì chúng ta cứ bình tĩnh theo hướng dẫn của thầy, chúng ta vào lớp là thấy có đầy đủ các cái video giải từ khóa, video giải đáp bộ đề của từng văn bản nằm trong giới hạn, và video giải đáp 60 câu, các bộ đề 60 câu như dạng thi thật để anh chị thi sau này. Chúng ta nắm bắt các cái đáp án, nghe các lời giải thích để chúng ta nắm bắt các cái kiến thức, các cái nội dung trong phần quy định anh chị em nhé. Thầy xin phép kết thúc phần giải đáp của bộ đề số 12 ở đây. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Chúc anh chị em có buổi tối tốt lành, nhiều niềm vui, và chúng ta bám sát những nội dung ôn tập đúng theo cái kế hoạch mà thầy đưa ra, như thầy đã trao đổi. Rồi khi anh chị em vào lớp thì anh chị có nhiệm vụ, một nhiệm vụ duy nhất là học theo đúng đúng gì thầy dạy, đúng không? Bám sát theo đúng kế hoạch mà thầy đã đưa ra. Anh chị em thấy vào lớp là thầy làm gì cũng kế hoạch rất là cụ thể, chi tiết, bám sát cập nhật, update những nội dung thông báo của kỳ thi, đúng không? Thầy nắm bắt được để chia sẻ anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Của anh chị em cố gắng lên nhé, thời gian cũng không còn nhiều nhưng cũng không phải là ít đâu. Chúng ta cần có kế hoạch cá nhân của chúng ta, và chúng ta cố gắng nhé, đặt ra mục tiêu chúng ta học là đỗ, thi là đỗ, để khẳng định cái giá trị của mình, công sức của mình. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Xin chào tất cả anh chị em, Rồi, và chào xin phép thầy ạ. tắt máy anh chị em nhé. Vâng, Dạ vâng, em cũng chào chào thầy, thầy. cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy. Và xin cảm ơn tất cả anh chị em.